Vâng, xin chào tất cả mọi người, những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt. Hôm nay mình tiếp tục đọc chương 7 của cuốn sách Em Bé Hạnh Phúc. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt.vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt, hay trên kênh Spotify, iTunes, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày nhé. Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình, ba mẹ vui lòng nhắn tin cho mẹ Phạm Thuần hoặc trên fanpage Mẹ Việt nhé. 1 đến 3 tuổi, đồ chơi và ghép hình. Lựa chọn đồ chơi. Khi chọn đồ chơi cho trẻ, hãy tưởng tượng trẻ sẽ làm gì với nó. Nó có khuyến khích bé hoạt động có mục đích hay không? Có khiến trẻ thực hành ra quyết định hay không? Có khơi gợi trí tưởng tượng không? Nó sẽ lôi cuốn trẻ bao nhiêu thời gian chơi với món đồ chơi đó? Nó có khuyến khích trẻ khám phá, suy nghĩ và dành thời gian món đồ chơi đó hay không? Có rất nhiều món đồ chơi trẻ em làm bằng gỗ hay vải tuyệt đẹp và giàu trí tưởng tượng, nhưng việc lựa chọn những đồ chơi có mục đích lại bị hay bỏ qua. Những món đồ chơi này đặt nền tảng cho trí tưởng tượng phong phú. Trí tưởng tượng là một công cụ tuyệt vời của loài người, nhưng nó không thể được tạo ra từ con số 0. Trí tưởng tượng sáng tạo dựa trên và trực tiếp liên quan đến chất lượng của các trải nghiệm giác quan trong thế giới thật. Một trí tưởng tượng phong phú giúp ta hình dung ra một giải pháp. Ví dụ như giải một câu đố và nhắm đến nó. Một đứa trẻ càng có nhiều kinh nghiệm với hoạt động mục đích thật, với việc giải quyết vấn đề, thì tưởng tượng của trẻ càng trở nên hữu ích, sáng tạo và hiệu quả. Hãy tìm những món đồ chơi mang tính thử thách, có mục đích, một khởi đầu, một kết thúc và sự hoàn tất của hoạt động vốn dĩ đã bao hàm trong món đồ. Ví dụ như khi đứa trẻ cất hết những cái dĩa vào trong một cái hộp đựng, trẻ đã hoàn thành một chu kỳ hoạt động, cảm nhận rất thoải mái và thường sẵn sàng sẽ lặp đi lặp lại hoạt động đó nhiều lần nữa. Sự phối hợp giữa tay và mắt được phát triển khi rõ ràng là một món đồ chơi được sử dụng chính xác với nhau theo một cách nhất định nào đó. Như hình khối lập phương cho vào lỗ hình vuông, khối cầu cho vào lỗ hình tròn. Học cách điều khiển cơ bắp để làm những gì mà mắt của trẻ thấy và nên thực hiện không phải là chuyện nhỏ nhặt đối với một đứa trẻ. Và những hoạt động thử thách như thế giúp trẻ phát triển sự phối hợp và sự tập trung. Tất cả những điều này phải được cân nhắc khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ ở giai đoạn phát triển này. Sử dụng gỗ hay nhựa sẽ giúp cho trẻ biết trân trọng thế giới tự nhiên, màu sắc, sắc thái, các thớ gỗ và trọng lượng khác nhau của các món đồ chơi bằng gỗ trong nhiều kích cỡ và tỷ trọng khác nhau. Chất lượng thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ và dạy trẻ tôn trọng đồ vật của mình. Vẻ đẹp và độ bền đều quan trọng ở mọi độ tuổi đối với khiếu thẩm mỹ của trẻ đang được hình thành tại thời điểm này trong cuộc sống. Ai học được cách trân trọng cuộc sống với những vẻ đẹp từ thời thơ ấu có thể dễ dàng hướng dẫn chúng ta trong việc tạo dựng một ngôi nhà xinh đẹp và có lẽ là cả một thế giới tuyệt vời khi họ lớn lên. Sắp xếp và luân phiên đồ chơi. Đồ chơi nên được bày cả ở phòng khách chứ không chỉ riêng phòng của trẻ. Những chiếc hộp lớn đựng đồ chơi theo truyền thống, nơi mà những bộ phận nhỏ có thể bị lạc mất và các món đồ chơi không tìm thấy được, không có ích cho trẻ với một nhận thức về trật tự mạnh mẽ ở độ tuổi này. Những cái kệ, nơi đồ chơi được cất giữ tại cùng một vị trí thì phù hợp hơn. Trật tự trong môi trường tạo nên cảm giác an toàn cho trẻ và sự tin tưởng vào môi trường. Những cái rổ, khay và những cái hộp nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trên những cái kệ thấp có thể rất hữu ích trong việc thiết lập trật tự. Hãy quan sát để thấy những món đồ chơi nào mà bé thường chơi nhất và những món nào bị rơi và lãng quên. Cố gắng chỉ giữ số lượng đồ chơi có sẵn cho trẻ mà vẫn giữ được chúng ngăn nắp, không quá chen chúc trong những cái rổ trên một chiếc kệ. Học cách đồ chơi. Giới hạn số lượng đồ chơi sẵn có ở bất kỳ một thời điểm nào và có một nơi dành cho món đồ chơi giúp cho việc hướng dẫn trẻ đem cất đồ chơi. Nhưng quan trọng nhất là những hành động mẫu do những người khác thể hiện trong môi trường. Nếu người lớn cẩn thận và liên tục đặt những mảnh ghép hình hay đồ chơi trở lại trên kệ với nụ cười trước mặt trẻ, cuối cùng trẻ sẽ bắt chước hành động này.
Đôi khi công việc cất đi các món đồ vào rổ là phần thích thú nhất của trò chơi ở độ tuổi này. Bài học này sẽ dễ dàng hơn nhiều trong một cộng đồng trẻ sơ sinh Montessori so với ở nhà khi cha mẹ cần phải tập trung vào quá nhiều thứ khác cùng một lúc. Trong khi công việc của giáo viên là cả ngày làm gương cho trẻ, cô sẽ liên tục cất đồ chơi đi một cách cẩn thận, chậm rãi, và khi nhận thức được điều này, trẻ tự nhiên muốn học cách thực hiện nó, giống như trẻ muốn học mọi thứ khác mà người lớn làm. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi hình thành thói quen cất đồ chơi ngay sau khi chơi xong và trước khi lấy một món đồ chơi khác ra, khi rõ ràng rằng nó phải đặt ở một nơi nào đó trên kệ. Mỗi một món đồ chơi có một vị trí riêng của nó. Sẽ khó khăn hơn nhiều khi tất cả các món đồ chơi được đem ra chơi cùng một lúc và tất cả các kệ thì đều trống rỗng. Vì thế, tập thói quen cất một món đồ chơi trước khi lấy món đồ chơi khác có ích và cũng thế. Người lớn làm điều này và cuối cùng trẻ sẽ bắt chước. Cha mẹ có thể chơi trò chơi cất đồ chơi thay vì nghĩ đến nó như một công việc nhà lặt vặt và khó chịu. Không nên mong đợi những kết quả tức thời ở những đứa trẻ còn quá nhỏ. Việc này cần có thời gian và sự lặp lại với nụ cười. Tôn trọng sự tập trung. Một trong những thứ quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho trẻ là tôn trọng sự tập trung. Khi trẻ đang làm một công việc an toàn và có mục đích, một hoạt động đòi hỏi nỗ lực cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, không xem TV, đây được xem là một công việc quan trọng, cần được tôn trọng và bảo vệ, cần được trân quý. Yếu tố cần thiết đầu tiên cho sự phát triển của một đứa trẻ là sự tập trung. Nó đặt cả một nền tảng cơ bản cho tính khí và hành vi xã hội của trẻ. Khen ngợi, giúp đỡ hay ngay cả một cái nhìn cũng có thể đủ để gián đoạn hay phá hủy công việc đó. Điều này có vẻ thật kỳ lạ, nhưng nó có thể xảy ra ngay cả khi đứa trẻ đã biết rằng nó đang bị quan sát. Xét cho cùng thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy không thể tiếp tục làm việc nếu có ai đó đến xem chúng ta đang làm gì. Phân biệt bằng thị giác và phối hợp tai mắt. Trong lúc trẻ khám phá môi trường, bé trở nên có ý thức và để ý đến sự đa dạng của màu sắc và hình thể ở môi trường cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đây là thời điểm có thể trao cho trẻ các loại ghép hình có dạng và màu sắc thật đơn giản, vì trẻ em thích đặt đồ vật vào trong các hộp. Ví dụ như đặt các mảnh ghép vào các khoảng trống với dạng tương ứng, những mảnh ghép có núm để cầm và các món đồ chơi khác đòi hỏi sử dụng ngón tay đặc biệt và tay nắm, được gọi là dạng cầm kẹp của ngón tay cái và hai ngón tay đầu tiên, sẽ chuẩn bị cho trẻ các hoạt động cơ bắp tinh tế khác và sau đó là viết chữ, trong khi trẻ thỏa mãn nhu cầu cần được suy nghĩ và giải quyết vấn đề của mình. Ba mẹ đang nghe chương 7 của cuốn sách Em bé hạnh phúc trên kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Làm mẹ, dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả, phải không ba mẹ? Mỗi ngày vừa chăm con, vừa phải đảm đương công việc, cả ba và mẹ đều không còn chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, Mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ. Mỗi ngày mẹ chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút nghe kênh âm thanh Mẹ Việt. Trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp, mẹ hãy mở file lên để nghe nhé. Như vậy sau khi làm xong việc, mẹ cũng nghe xong một chương sách rồi. Thật là tiện lợi đúng không nào? Vâng, và bây giờ mời ba mẹ hãy quay lại với nội dung chương 7 nhé. Đồ chơi ghép hình. Học cách sử dụng các dụng cụ thật trong môi trường cũng tương tự như cách sử dụng đồ chơi với một mục đích chính xác. Một số đồ chơi ghép hình có một cách sử dụng nhất định và những thứ khác như búp bê và khối xếp hình thì có mục đích mang tính mở rộng trong sử dụng. Cả hai đều mang tính sáng tạo, tuy nhiên tìm được những đồ chơi và có cách sử dụng chính xác là một cái thử thách. Trẻ em rất thích thú trong việc biết được cách thức đúng để sử dụng món đồ chơi với những quy trình rõ rệt, giống như chúng hãnh diện để học sử dụng một dụng cụ gia công gỗ đúng cách hay một nhạc cụ hay những bước trong cách nấu ăn hay cách giải quyết về một số vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Qua các trải nghiệm sớm với những món đồ chơi ghép hình như thế, trẻ em có thể phát triển nhiều kỹ năng hữu ích như sử dụng dụng cụ, tinh tế hóa vận động, hoàn thành một chu kỳ hoạt động, thực hiện những bước hợp lý theo thứ tự, giải quyết các vấn đề,
Sự tự kiểm soát sai lầm có sẵn trong đồ chơi ghép hình và trẻ có thể tự đánh giá bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nếu công việc được thực hiện đúng cách, đây là hoạt động trí óc ở tầm cao và sự thành thạo các bước nối tiếp nhau một cách hợp lý cũng thế. Nắm lấy cái nấm để cầm, lấy ra từng mảnh ghép hình, đặt từng mảnh một trải ra trên bàn, nắm lấy cái nấm một lần nữa, từng cái một và đặt từng mảnh ghép vào khung một cách chính xác. Công việc này tạo cảm giác thỏa mãn về tinh thần lẫn thể chất đến độ đa thường thấy trẻ lặp đi lặp lại cùng một bài tập nhiều lần, đôi khi nhiều đến 20 lần và sau đó thở vào trong sự thỏa mãn khi hoàn tất. Chúng ta không biết điều gì xảy ra trong đầu của trẻ vào lúc này, nhưng chúng ta biết rằng nó rất quan trọng và không nên bị gián đoạn. Với những món đồ chơi ghép hình tốt mang tính hợp lý, trẻ em học được cách vận dụng cơ thể dưới sự điều khiển của ý chí, học cách tập trung, lên kế hoạch, làm theo một chuỗi ý tưởng, lặp đi lặp lại và hoàn thiện. Đây là nền tảng cho sự sáng tạo. Trong việc lựa chọn một món đồ chơi ghép hình, có rất nhiều yếu tố cần ghi nhớ. Không nên chỉ tìm kiếm sự bền bỉ, an toàn, chất lượng và vẻ đẹp, mà đồng thời cũng phải cân nhắc đến lượng thời gian của trò chơi. Yếu tố rất quan trọng sẽ thu hút được một đứa trẻ. Những trò chơi ghép hình có núm cầm đòi hỏi phải thực hiện nhiều bước để trở nên thành thạo. Ráp các mảnh ghép bắt đầu với những hình dạng đơn giản là bước tốt nhất để khởi đầu. Trò chơi ghép hình hai mảnh giới thiệu một thử thách mới và đưa trẻ đến với những mảnh ghép khó hơn và làm thỏa mãn hơn trong khi trẻ lớn lên. Những ví dụ khác bao gồm khay để phân loại, đồ chơi để may, hộp phân loại hình dạng, các bảng có các lỗ để cắm chốt, các hình cối để xếp chồng lên nhau, sâu hạt chuỗi, đầy ốc và bu lông bằng gỗ, hộp các loại khóa, chiếc xe ba bánh hay chiếc xe đạp đầu tiên. Học cách sử dụng đúng những món đồ này là nền tảng cho sự sáng tạo. Đồ chơi với mục đích có tính mở rộng. Với các món đồ chơi mang tính mở rộng như xếp khắc khối hình thì trẻ sẽ áp dụng các khả năng về thể chất lẫn trí óc đã được học với các món đồ chơi khác, thể hiện và xử lý các thông tin trí não độc đáo của mình. Trẻ sẽ xử lý và hồi tưởng lại các trải nghiệm, ví dụ như trong lúc chơi với búp bê hay các mẫu hình thú. Phẩm chất và sự đa dạng của trò chơi có tính sáng tạo và mở rộng, tùy thuộc vào chất lượng và sự đa dạng của các trải nghiệm trong thế giới thực tế. Điều quan trọng nhất đáng quan tâm là sự vui thú của trẻ đối với công việc, vì nhờ sự hứng thú mà trẻ sẽ lặp lại, tập trung và phát triển. 1 đến 3 tuổi, âm nhạc, nhảy múa và ca hát. Nếu bạn có thể đi lại thì bạn có thể nhảy múa. Nếu bạn có thể nói chuyện thì bạn có thể ca hát. Đây là câu của tục ngữ Cộng hòa Zimbabwe. Tất cả mọi người đều có một sự thôi thúc bẩm sinh để ca hát, nhảy múa, chơi nhạc. Và nếu chúng ta đem lại điều này cho trẻ mỗi ngày và cùng tham gia thì nó có thể giúp ích cho chúng ta. Khi đứa cháu gái đầu tiên của chúng tôi được vài tuần tuổi, con trai tôi là một nhạc sĩ đã làm một cuộn băng đặc biệt cho cô bé với các đoạn nhạc từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như tiếng trống châu Phi, điệu nhạc Shasta, v.v. Sau đó nó bế con bé và trong khi nghe nhạc, nó nhảy với con bé theo các nhịp điệu đặc thù của nhạc để bé có thể cảm nhận được các nhịp điệu trong cơ thể của mình. Cô bé là đứa cháu đầu tiên tham gia chơi trống trong những buổi tối âm nhạc của gia đình và thực hiện thật xuất sắc việc lắng nghe theo các nhịp điệu và hòa quyện chúng với tiếng trống. Cô bé gần như trở thành một vũ công và biết đâu điều này đã bắt đầu với cuộn băng nhạc và điệu nhảy với bố của nó. Con trai của tôi làm thế với tất cả các cháu trai và cháu gái của nó. Để giúp xây dựng khả năng thưởng thức âm nhạc, điều quan trọng là nên loại bỏ âm thanh nền khi chơi nhạc hay nghe nhạc. Mặc dù người lớn có thể lọc nó ra, nhưng trẻ ở độ tuổi này không thể. Nó nghe tất cả mọi âm thanh. Sở thích âm nhạc của trẻ được hình thành ở giai đoạn sớm trong đời. Vì thế, việc cho trẻ nghe tất cả mọi loại nhạc để bé có thể trải nghiệm với những dụng cụ thật đang được chơi nếu có thể là một điều tuyệt vời. Người lớn không cần có một giọng hát hay để hát mẫu cho trẻ hát theo, chỉ cần một bài hát ngắn bất cứ lúc nào trong ngày, trẻ có thể tham gia vào khi trẻ thích. Ca hát là phép trị liệu cho toàn bộ cơ thể và luyện tập ngôn ngữ. Các từ ngữ và hình thức ngôn ngữ bình thường không xuất hiện trong lời nói hàng ngày.
Một dạng hệ thống giáo dục mới sẽ xuất hiện cho đến khi chúng ta nghiêm túc suy xét thực tế rằng chúng ta có cái tâm trí đôi gồm hai phần. Ở trẻ, bất kỳ độ tuổi nào cũng phải được có một trải nghiệm cân bằng về mặt tư duy qua ngôn từ và tư duy trực giác để giúp phát triển tiềm thức to lớn của tâm thức con người. Kết quả sẽ không chỉ là bộ não hoạt động tốt hơn mà còn được hạnh phúc hơn và lớn hơn trong đời sống cá nhân và xã hội. Trong nền giáo dục phương Tây, chúng ta có xu hướng tách rời chúng ra bởi vì nhiều điều bắn cầu phải của não có thể làm được không được đánh giá cao trong nền văn minh của chúng ta. Vì thế, từ khi ở độ tuổi còn rất nhỏ, trẻ em học cách không biểu đạt hết bản thân mình với bán cầu não phải vì chúng chưa được thúc đẩy để quan tâm đến nhiều sự vận động cơ thể trong nhảy múa, ca hát, vẽ, tất cả các loại nghệ thuật. Tuy nhiên, trong các nền văn minh Đông Phương, phần trực giác của não có tầm quan trọng to lớn. Bán cầu não về lý trí được cho là không liên quan đến việc giải quyết các vấn đề thực tế thể hiện hữu của chúng ta. Đây là nguồn hy vọng to lớn cho tương lai trước mắt của chúng ta rằng những con người tiến bộ nhất của cả hai nền văn hóa đang hợp nhất trong sự nhận biết rằng chúng ta đang cần nhau để trở nên hoàn chỉnh và chúng ta có rất nhiều thứ để chia sẻ với nhau. Đây là lời nhận định của bác sĩ Savannah Mutanaro. Nếu trẻ có thể được sử dụng máy nghe nhạc, thì bạn có thể ghi nhãn lên đĩa với một bức hình hay cây vĩ cầm cho nhạc vĩ cầm, v.v. Nếu bạn dự định nghe nhạc của Suzuki trong gia đình, thì đây là thời điểm để bắt đầu nghe nhạc Suzuki, bởi vì cũng giống như ngôn ngữ được nghe trước rồi sau đó mới được bộc lộ qua lời nói, thì âm nhạc của Suzuki cũng thế. Nó được gọi là hệ thống tiếng mẹ đẻ trong viện học nhạc. Đây cũng là thời điểm trẻ có thể học các tên gọi của các loại nhạc cụ cổ điển và dân tộc. Đầu tiên nên thử cho trẻ thấy một nhạc cụ thật và bức hình của nhạc cụ đó như đàn guitar hay đàn dương cầm. Sau đó là những tấm hình của nhiều loại nhạc cụ trên những tấm thẻ và trong sách. Nhà chúng tôi có một bộ sưu tập trống và bộ gõ bởi vì khi người lớn có thể đang chơi đàn guitar hay đàn dương cầm thì ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất vẫn có thể tham gia vào. Thật tuyệt vời khi một đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như thế có thể học cách cảm nhận và chơi lại được các nhịp điệu cùng lúc với mọi người khác. Điều quan trọng với trẻ là nhận biết rằng âm nhạc là kết quả của động tác của cơ thể. Ngay cả khi những âm thanh tự nhiên thì trẻ cần hiểu rằng con người đang sử dụng nhiều cơ bắp khác nhau của miệng, bàn tay và cánh tay để tạo ra âm nhạc. Chúng nên có cơ hội chứng kiến những nghệ sĩ điều khiển các thao tác của mình như thế nào để có được những âm thanh khác nhau. Đây chính là lời nhận định của bác sĩ Savannah Mutanaro. Các bộ gõ chất lượng cao không làm từ nhựa sẽ tập cho trẻ làm quen với âm thanh tốt nhất. Chúng tôi khuyến khích nên dùng các dụng cụ thật từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, cùng với âm nhạc cổ điển của phương Tây để có được những âm thanh đẹp đẽ, chất lượng và đa dạng. Điều quan trọng nhất là việc thụ hưởng trải nghiệm với con bạn. Âm nhạc là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Sau khi đã trải nghiệm những dụng cụ thật, bản thu âm, thể hình và sách về nhạc cụ sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Khi có thể, hãy cho trẻ những tấm thể hình và mô hình nhỏ của các nhạc cụ tương ứng mà trẻ đã quen và sau đó dùng những nhạc cụ từ nhiều nơi khác nhau, kể cả nhạc cụ dân tộc lẫn cổ điển. Vâng, như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog mẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Các bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.